Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái phụ kiện nữa của thương hiệu Mano. Đây, đó là một chiếc lan can Shimano đó, có phải là em sẽ ra đây mình làm tại Đài Loan, thương hiệu của Đức. Cái hộp nó sẽ gồm có ba cái sản phẩm như thế này ha. Thứ nhất đó nó sẽ là một cái lan kẹp hai lỗ nè. Rồi tiếp theo nó sẽ là một cái thân Shimano Boom. Đây là thân Shimano Boom. Rồi cái lan Shimano ha. Mình sẽ set up cái này lại cho bạn xem nha. Các bạn, mình đã gắn clamp kẹp này lên chân symbol rồi nha. Mời các bạn theo dõi. Các bạn thấy không? Bắt vô rất là đẹp nha. Rất là đẹp, rất là chắc chắn luôn. Rồi đây là một cái setup trên chân symbol. Bây giờ mình sẽ setup cái clamp này lên cái tâm holder trên cái chống kích của cái clamp này vô. Cái tâm holder của cái chống kích ha. Rồi. Đó. Các bạn có thể để flat hoặc là để mấy cái symbol ride rap cũng được ha, rất là đẹp. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Thiện. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của Thiện. Hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.